Mời quý vị theo dõi chương trình Giáo dục hướng nghiệp được phát định kỳ vào 17 giờ 50 phút thứ năm, tuần thứ hai và tuần thứ tư của tháng. Thưa quý vị, trong 2 ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2022, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên cả nước. Kết quả kỳ thi năm nay được dùng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Tuy nhiên, hầu hết các trường đại học cao đẳng vẫn sử dụng điểm kỳ thi này như phương thức chính để xét tuyển đầu vào, bên cạnh nhiều phương thức khác. Theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành lập một hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông có mã số là 52. Căn cứ vào quy chế thi và điều kiện thực tế của địa phương, toàn tỉnh tổ chức 23 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đặt tại 8 huyện, thị xã, thành phố với tổng cộng 545 phòng thi cho 12.713 thí sinh. Thời điểm này, học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh đang trong giai đoạn ôn tập nước rút để có được kết quả thi như mong muốn. Theo ghi nhận, hầu hết các trường trung học phổ thông tại Bà Rịa Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn ôn tập nước rút. Ngoài việc giải đề thi minh họa do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, các em học sinh được hệ thống lại kiến thức cũ và hướng dẫn giải các bài khó để đảm bảo đạt được điểm thi cao nhất. Tại trường trung học phổ thông Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, không khí học tập rất nghiêm túc, khẩn trương. Trường hiện có 10 lớp 12 đang ôn tập theo lịch do nhà trường xây dựng từ tháng 4. Từ tháng 4 là nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch ôn tập của cho các em rồi. Và nhà trường cũng đã tiến hành chia thành là các cái giai đoạn khác nhau. Từ giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 5 thì các em sẽ tập trung vào vấn đề ôn tập củng cố kiến thức của mình để chuẩn bị cho là kỳ kiểm tra học kỳ 2 và đồng thời cũng là ôn tập để chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi. Sau khi các em kiểm tra học kỳ xong thì nhà trường sẽ chuyển qua giai đoạn 2, đó là tiến hành ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhà trường cũng tiến hành là lựa chọn giáo viên để tiến hành ôn tập và đồng thời là nhà trường cũng đã làm một cái việc là phân hóa các lớp để cho các em trong cái vấn đề sự là lựa chọn cái tổ hợp môn của mình để là dự thi. Đối với giáo viên bộ môn ấy thì chúng tôi mỗi cá nhân sẽ phát huy cái khả năng của mình và tự xây dựng cái kế hoạch cho cái lớp đối tượng học sinh của mình. Ngoài cái thời gian mà ôn tập thì buổi tối tôi tổ chức thêm cái lớp, đó là dạy lớp học online nhưng mà đây phụ đạo không có thu tiền để bồi dưỡng cho học sinh làm tốt cái nhiệm vụ của mình. Là mục tiêu là các em là không sai các câu dễ. Từ đầu tháng 6 giờ thì tôi đã tổ chức được 16 buổi. Trong đó là cứ một buổi lý thuyết thì mình sẽ có một buổi bài tập xen kẽ. Trường Trung học phổ thông Bà Rịa năm học 2021-2022, nhà trường có 386 học sinh khối lớp 12. Mục tiêu của nhà trường không chỉ giúp học sinh hoàn thành thi tốt nghiệp mà còn phấn đấu đạt điểm cao, giành ưu thế vào đại học. Vì vậy, nhà trường đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác ôn tập kiến thức, trang bị kỹ năng làm bài thi cho học sinh. Nhà trường đã tổ chức một đợt thi thử tốt nghiệp sau khi học sinh hoàn thành chương trình học kỳ 2 nhằm giúp học sinh thử sức và phân bố thời gian làm bài hợp lý hơn trong kỳ thi sắp tới. Từ kết quả đợt kiểm tra này, nhà trường cũng đã kịp thời điều chỉnh thời gian, phương pháp ôn tập đặc biệt đối với nhóm học sinh có nguy cơ rớt tốt nghiệp. Đến thời điểm hiện tại, khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp sẽ diễn ra, nhiều học sinh của trường tự tin hơn do có chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Không chỉ ôn tập các kiến thức được thầy cô ôn tập trên trường, em còn tự ôn luyện ở nhà và cùng với sự tham khảo các tài liệu học trên mạng thì em cũng đã tự ôn tập tự nhà từ đợt dịch cho đến bây giờ. Em cũng cảm thấy khá thoải mái tại vì em cũng đã tự tin nắm vững được các kiến thức cơ bản và cùng với sự trợ giúp của các thầy cô thì đã được hỗ trợ thêm các kiến thức nâng cao. Bằng các việc nhà trường đã cung cấp kiến thức cho em hay là em tự học thì em đã tự tin có đủ kiến thức để có đạt vào trường đại học em mơ ước. Học kỳ 2 chúng em học quay lại học trực tiếp á, thì trường cũng vừa củng cố kiến thức vừa lại giúp chúng em nâng cao ôn được các kỹ năng làm bài tự luận cũng như trắc nghiệm. Thì trường cũng có tổ chức cái kỳ thi thử cho chúng em. Nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho học sinh khối 12 trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đã sớm yêu cầu các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên sớm xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12, phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh nhằm thống nhất về chương trình, thời gian, kinh phí để bảo đảm sự đồng thuận. Các nhà trường chỉ đạo các tổ nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch, hướng dẫn học sinh ôn tập, bám sát theo đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tùy theo đối tượng học sinh, giáo viên đặt ra yêu cầu phù hợp về kiến thức và kỹ năng cần thiết để đạt được mục tiêu xét tốt nghiệp, xét tuyển đại học, cao đẳng. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường đặc biệt quan tâm đến những học sinh có lực học yếu, lên kế hoạch phân công giáo viên có kinh nghiệm, nhiệt huyết dạy phụ đạo cho các em. Việc trang bị kiến thức cho học sinh luôn được Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo sát sao qua từng giai đoạn học trực tuyến và trực tiếp. Do khóa học sinh này đã chịu nhiều thiệt thòi khi các em trải qua một năm học đặc biệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính phủ đã có những cái chỉ đạo cho Bộ Giáo dục Đào tạo đối với các sở giáo dục đào tạo có những cái định hướng cho các em trong vấn đề học kiến thức cũng như ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi. Thì đối với Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Giáo dục Đào tạo trên cái định hướng của Bộ Giáo dục Đào tạo đã có cái sự chuẩn bị cho các em chu đáo. Sở Giáo dục Đào tạo đã có những cái chỉ đạo rất là sát đối với lại học sinh cuối cấp trong cái kỳ thị, trong cái kỳ giãn cách, để các nhà trường có thể hỗ trợ các em nắm bắt được kiến thức đúng với thời gian cũng như là đạt được những cái chất lượng về kiến thức cơ bản. Đương nhiên là học trực tuyến thì cái chất lượng nó không bằng học trực tiếp. Thì sau khi chúng ta bình thường trở lại đối với COVID thì chúng tôi đặc biệt tập trung cho các em trong cái vấn đề ôn luyện lại những cái kiến thức đã học trực tuyến, để rà soát lại những các em còn hỏng ở kiến thức học trực tuyến ở những cái lĩnh vực nào để có thể bù đắp, cũng như là có thể ôn luyện cho các em chuẩn bị tốt cho cái kỳ thi cuối cấp này. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm 2021. Thí sinh thực hiện thi 3 môn bắt buộc toán, ngữ văn, ngoại ngữ cùng 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông hoặc lịch sử, địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là lớp 12, trừ môn ngữ văn thi tự luận, đề các môn khác dưới dạng trắc nghiệm. Điểm mới trong xét tuyển đại học năm nay là các thí sinh không phải đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng cùng thời điểm với đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng sẽ thực hiện sau khi có điểm thi tốt nghiệp để học sinh cân nhắc rồi mới chọn trường, chọn ngành phù hợp, không mất thời gian đăng ký, sau đó thay đổi nguyện vọng như những năm trước. Vì vậy, các em học sinh cũng giảm nhiều áp lực, dành sức ôn tập, chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi. Thưa quý vị, với học sinh các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 như Bà Rịa Vũng Tàu, hơn nửa năm phải học trực tuyến khiến nhiều em không khỏi lo lắng trước kỳ thi quan trọng này. Bởi kết quả của kỳ thi là một trong những cơ sở quan trọng để xét tuyển đại học, cao đẳng. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, nhiều giáo viên đã có những lời khuyên và chia sẻ kinh nghiệm về cách ôn luyện, học bài, làm bài thi cho hiệu quả. Dành phần lớn thời gian trong ngày để ôn tập với mong muốn đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 là mục tiêu chung mà các học sinh lớp 12 đang hướng tới. Đặng Thị Kiều Anh, học sinh lớp 12 TN, trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu cũng không ngoại lệ. Ngoài thời gian ôn tập tại trường với sự giúp sức của thầy cô học sinh đã xuất sắc đạt thành tích thủ khoa trong đợt thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông của trường Nguyễn Huệ, còn chủ động ôn tập tại nhà, đặc biệt đối với 3 môn toán, lý, hóa, cố gắng hoàn thiện các phần vận dụng khó lấy điểm để đạt điểm xét tuyển vào được trường đại học mong muốn, ngành hệ thống thông tin quản lý, trường kinh tế luật thành phố Hồ Chí Minh. Với Kiều Anh, ngoài nắm vững kiến thức, kỹ năng làm bài thi cũng vô cùng quan trọng. Những cái môn tự nhiên như vậy thì cần phải nắm vững kiến thức cơ bản trước, học kỹ những cái công thức với lại lý thuyết thì nắm vững thì sẽ được, nắm vững những cái đó thì sẽ vận dụng được nhờ những cái bài tập cao. Em sẽ bắt đầu từ những câu dễ trước, thì làm những câu mà em cảm thấy em làm được chắc chắn thì em sẽ làm trước. Sau đó khi mà làm xong rồi thì mới đến những câu vận dụng cao. Khi em làm xong hết những cái mà em chắc chắn rồi, em sẽ quay lại làm để đảm bảo được cái bài có điểm cao nhé. Do thời gian học sinh học trực tuyến ở nhà nhiều hơn học ở trường nên nhiều học sinh không tránh khỏi lo lắng vì vốn kiến thức tích lũy trong thời gian học trực tuyến không nhiều và không hiệu quả như học trực tiếp. Song theo nhiều giáo viên, học sinh hãy cứ bình tĩnh, tự tin vượt qua kỳ thi bằng việc chuẩn bị đủ vốn kiến thức và có một tâm thế sẵn sàng. Vấn đề chuẩn bị kiến thức trước khi thi là rất quan trọng. Thay vì học thuộc lòng, học sinh cần sử dụng các phương pháp hệ thống hóa kiến thức, học hiểu nội dung,
phân chia thời gian cũng như có kế hoạch ôn tập hợp lý cho từng môn học, không học dồn học lệch, luyện đề thi những năm trước để tập phản xạ, quen thuộc với hình thức, cấu trúc bài thi. Vào phòng thi, nhận đề thi, ứng biến ra sao để bài thi đạt hiệu quả cao nhất còn là bí kíp riêng của từng môn thi. Đối với môn hóa thì đây là một cái môn khoa học thực nghiệm, cho nên là về mặt kiến thức nó tương đối khó đối với học sinh phổ thông. Cho nên là để đạt được cái kết quả tốt trong các kỳ thi thì đòi hỏi các em phải nắm vững về mặt lý thuyết. Thông qua việc nắm vững lý thuyết thì chúng ta sẽ có thể trả lời được các cái câu hỏi đơn giản về mặt lý thuyết và sử dụng các cái lý thuyết vào trong các vận dụng vào trong các cái bài tập để hoàn thành được cái nội dung của đề thi. Là làm các cái phần lý thuyết mình sẽ canh thời gian khoảng 15 phút đối với phần lý thuyết trong các cái đề thi, mình cố gắng hoàn thành trong cái khoảng thời gian đó, và thời gian còn lại thì mình sẽ sử dụng để làm cho có mang tính chất vận dụng. Về cái vấn đề này á, thì cái này cũng thường gặp đối với rất là nhiều học sinh, ngay kể cả học sinh mà có học lực khá vẫn bị vấp vào cái trường hợp là chúng ta cái trả lời cái câu hỏi nó bị lệch cái hướng của cái câu hỏi, của cái nội dung của câu hỏi, cho nên là dẫn đến cái tình trạng là kết quả nó không được tốt. Ghi ra giấy, sau khi mà chúng ta hoàn thành hết rồi thì chúng ta phải đọc lại một lần nữa để chắc chắn rằng cái câu hỏi, cái lựa chọn của chúng ta là chính xác nhất. Khi đối với là bài môn lịch sử á, là khi các em có kiến thức nền rồi á, thì các em sẽ rất là thực ra nó cũng không phải là quá khó đối với môn lịch sử đâu. Tức là các em phân tích được cái đề, tức là cái câu dẫn của những cái, thực ra mình cái câu hỏi trắc nghiệm là bốn phương án lựa chọn, thì nó có cái câu hỏi và câu dẫn á, thì các em phải tìm được những cái từ khóa của cái câu dẫn đó. Từ khóa thường ở môn lịch sử đó là đề cập đến vấn đề gì, trong khoảng thời gian nào. Đó là hai cái vấn đề trong một cái câu dẫn và câu khóa là các em phải xác định được thật là chính xác. Rồi sau đó các em sẽ phân tích đến những cái phương án trả lời ABCD bằng cái phương án đó là mình loại trừ. Với cái kinh nghiệm mà 19 năm dạy môn giáo dục công dân và đặc biệt là 4 năm năm nay là Bộ Giáo dục cho thi môn giáo dục công dân đó, thì mình thấy như thế này. Thực ra thì so với những môn thi trung học phổ thông thì môn giáo dục công dân là cái môn mà các em có thể là dễ để vận dụng ở trong đời sống nhiều hơn. Cho nên điểm để các em chiếm lĩnh được là nó cũng có thể dễ hơn những môn khác. Tuy nhiên thì trong quá trình dạy, nếu như mà học sinh mà không tập trung học và đặc biệt là giáo viên của mình không bồi dưỡng những cái kiến thức cơ bản, những cái từ khóa để hình thành những cái kỹ năng vận dụng thì các em cũng rất là khó để có thể đạt được cái kết quả cao trong kỳ thi trung học phổ thông. Thì về phía mình thì những cái kỹ năng mình hình thành cho các em, thứ nhất là các em phải học thuộc bài. Thứ hai nữa là trong quá trình làm đề thì người ta nói là làm nhiều đề nó sẽ hình thành kỹ năng, và đặc biệt xử lý những cái tình huống thì các em phải thật sự là nhanh nhạy trong quá trình xử lý tình huống. Tất cả các học sinh lớp 12 thì đây là được xem là một cái kỳ thi quan trọng đối với các em. Do đó mà các em sẽ không tránh khỏi những cái áp lực về tâm lý cũng như là những cái lo lắng của gia đình. Tuy nhiên chỉ còn hơn 2 tuần nữa thôi thì cái công tác học tập ôn luyện về cái kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi thì có thể xem là các em đã hoàn tất. Cái thời gian cuối này thì các em chỉ tập trung rà soát lại những cái kiến thức mà mình cho rằng là cần phải xem lại. Đặc biệt nữa là về kiến thức là chúng ta đã được chuẩn bị. Cái thời gian này thì các em học sinh cần lưu ý đó là về ổn định tâm lý, thư thái để có thể làm bài tốt nhất của kỳ thi. Bởi vì cái tâm trạng cũng như là cái sự lo lắng của mình nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều khi chúng ta bắt đầu làm bài. Thời gian đến ngày thi cũng đã cận kề. Các em học sinh nên có giờ học, giờ vui chơi giải trí thể thao phù hợp. Không nên chỉ tập trung quá nhiều vào việc học, sẽ tạo tâm lý nhàm chán, dễ căng thẳng. Đặc biệt trước thi 2 ngày, các em cần lưu ý không nên ôn luyện thêm quá nhiều kiến thức, khiến cho việc ôn thi bị quá tải, mà nên thư giãn nghỉ ngơi để có sức khỏe tốt, tâm lý thoải mái. Chuẩn bị một lượng kiến thức đủ, bước vào kỳ thi một cách bình tĩnh, tự tin. Chắc chắn các em sẽ đạt kết quả tốt nhất. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Giáo dục hướng nghiệp. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.